Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà nhé. Em vừa dọn xong được một con máy rửa bát Panasonic TL6 rất là đẹp, lên sóng phục vụ các bác luôn nhé. Con này em để mã số 36. Hình thức các bác nhìn bên ngoài bên này nó làm trắng đẹp hết rồi. Phần lưng khá là đẹp luôn nhé. Có một khoảng tiết này, một vết xước nho nhỏ xíu thôi. Đấy, nó tặng quá đẹp luôn. Hình thức quá đẹp. Bên lưng bên này thì rất là đẹp nhé. Sản xuất năm 2014 các bạn này. Thường TL6 thì chỉ 2013 thôi, nhưng con này model 2014. Hình thức trước, trên, sau đẹp, điều khiển mọi chức năng các bạn nhé. Đẹp lòng lành. Nội thất toàn chỉ đẹp sạch sẽ nhé. Bên em bán chuyên máy rửa bát, nói chung là bán rất chạy các bạn. Đấy, các bác cứ nhìn cái máy lượng em bán, thực ra em không đăng mấy khi bán hàng đâu. Đấy, nhưng còn thực ra bán rất là chạy. Máy bán liên tục, dọn liên tục luôn các bạn, phục vụ các bác nhé. Cái chiếc này em bán là 4,4 triệu, bảo hành 1 năm. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Tuy nhiên bác nào mà trả chuyển khoản hết trước thì em sẽ bao ship cho các bác toàn quốc nhé. Đấy, như vậy cho nó ok. Còn các bác ở xa mua đặt cọc trước cho em 500, hiện hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt. Chào các bác.